Số 444 Bệnh viện Hắc Sắc Hỏa Trung đêm khuya bệnh viện Nghe chọn bộ tại mê mechuyenaudio.com Ngài đã bị chúng ta số 444 bệnh viện chọn chúng tiến nhập năm này đệ 4 mùa độ bác sĩ thông báo tuyển dụng. Bản viện tận sức tại trị liệu tất cả nhân loại nhân linh dị hiện tượng tạo thành nguyên ruột thông qua tuyển mộ bác sĩ sẽ trở thành bản viện bác sĩ tập sự không được lấy bất kỳ phương thức nào cự tuyệt đới lâm thu được cái tin nhắn ngắn này thời điểm hắn mới từ một cơn ác mộng bên trong tỉnh lại ở trong mộng hắn phát hiện mình nằm ở một trương bàn mổ bên trên trước mắt đèn mổ dựa theo chính mình sau đó một cái bóng người đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mình sau đó cầm lấy dao mổ liền đem nó duỗi hướng hai con mắt của chính mình trong mộng hắn cảm giác cái kia dao mổ thật cắt vào ánh mắt của hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền vẫn cảm thấy con mắt mơ hồ làm đau. Thân là lâm sàng bác sĩ khoa ngoại, hắn làm quá vô số giải phẫu, nhưng là lần đầu tiên cảm thụ được nằm trên bàn mổ cảm giác. Sau đó, hắn thả tại điện thoại di động ở đầu giường, nhận được cái tin nhắn ngắn này. Không có gì do dự, hắn liền bôi bỏ tin nhắn ngắn. Trị liệu nhân loại linh dị hiện tượng nguyền rùa đây là cái gì rác rưởi võng du quảng cáo a à, bất quá giấc mộng này cũng quá chân thực đi đới lâm giờ này đang nằm tại bệnh viện bác sĩ phòng nghỉ trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến tối hôm nay giải phẫu giờ này ánh mắt cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt hắn không phải bác sĩ khoa mắt nhất thời gian rất khó phán đoán là triệu chứng gì hy vọng sẽ không ảnh hưởng sau đó giải phẫu đêm khuya vạn thành phố thứ 9 bệnh viện. Phòng giải phẫu môn rốt cục bị đẩy ra, còn tại gây tê dưới trạng thái người bệnh bị đẩy ra ngoài. Kéo mệt mỏi thân thể, đeo khẩu trang đới lâm đi ra. Bác sĩ, thế nào, chờ tại bên ngoài phòng giải phẫu người nhà vội vã đi tới hỏi. Giải phẫu tổng thể coi như thuận lợi, nhưng còn muốn nằm viện quan sát, đới lâm hít hít môi, nói. Giải phẫu trước hắn lại đi bệnh viện nhãn khoa tra xét một phen, xác định không có vấn đề, tăng thêm sau đó lại không có phát sinh cảm giác khó chịu. Thế là hắn quyết định dựa theo nguyên kế hoạch giải phẫu. Dù sao, cái này giải phẫu, cả bệnh viện ngoại khoa chuyên gia bên trong cũng chỉ có một mình hắn dám làm, cho dù là đạo sư của hắn cũng khá là do dự. Bác sĩ cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nghe nói giải phẫu thuận lợi người nhà luôn luôn căng thẳng thân thể trong nháy mắt sụi lơ hạ xuống gắt gao cầm lấy đới lâm tay người nhà trước đó liền biết đây là một cái độ khó rất cao giải phẫu người bệnh chết trên bàn mổ xác suất phi thường cao đới lâm lúc này mặc dù có chút mệt mỏi nhưng nhìn người nhà giờ này cảm kích trong lòng tràn đầy từ tử thần trong tay cứu vớt một đầu sinh mệnh vui sướng từ phòng giải phẫu đi ra các y tá nhìn một màn này nghị luận nói thật không hổ là bác sĩ đới như thế độ khó cao giải phẫu thế mà cũng có thể để cho hắn làm tốt đó là bệnh viện chúng ta lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất phó bác sĩ chủ nhiệm a cái này cái bướu xưng dài vị trí tương đương không tốt bình thường bác sĩ khoa ngoại cũng không dám làm chỉ sợ xảy ra chuyện bác sĩ đới thực sự là hậu sinh khảo ý trước đây nhảy lớp 16 tuổi liền thi đậu y học viện năm nay càng là tân tấn làm phó bác sĩ chủ nhiệm thực sự là quá trẻ tuổi có là ai nói không phải a à? trước đây lần kia chấn động cứu tế bác sĩ đới là người thứ nhất cầm đầu ghi danh Bác sĩ đới thật là tuổi trẻ có là, không đến 30 tuổi là có thể mổ chính dạng này giải phẫu, nghe nói bệnh viện muốn tốt tốt bồi dưỡng hắn, để cho hắn ra ngoại quốc y học diễn đàn làm báo cáo. Ai, bất quá bác sĩ đới hôm nay con mắt có phải hay không không quá thoải mái. Ta nghe nhãn khoa bên kia bác sĩ nói bác sĩ đới xế chiều đi cái kia nhìn một chút, xác định tất cả bình thường không ảnh hưởng giải phẫu hắn mới yên tâm đại khái là gần nhất bận quá dùng mắt quá độ a khu nội chú đêm nay là đới lâm trực thời gian hắn giờ này nhìn trước mắt màn hình máy vi tính kiểm tra tháng này mấy cái vừa mới giải phẫu sau ở trong viện quan sát người mắc bệnh các loại kiểm tra báo cáo ước định bọn họ dự đoán bệnh tình trị liệu giải phẫu sau khi kết thúc không bao lâu hay mắt cái kia kỳ quái dị dạng cảm lại tới cái này đưa tới đới lâm cảm giác đôi mắt càng ngày càng khó chịu nhất là đồng từ vị trí cái kia loại đau đớn cảm càng ngày càng mãnh liệt hắn cầm lấy một bên nhãn dược nước lại tích mấy lần bác sĩ đới một bên bác sĩ triệu hỏi ánh mắt ngươi vẫn là không thoải mái a à? nhãn khoa bác sĩ nói như thế nào đã đi khám khoa mắt qua cũng làm kẽ nứt đèn cùng mắt siêu vi bê kiểm tra thủy tinh thể võng mặc đều bình thường Lâm bác sĩ nói nhìn không xảy ra vấn đề gì, có thể là gần nhất dùng mắt quá độ tạo thành mệt nhọc, liền để ta trước tích mấy ngày nhãn dược nước. Người đầy đại khái là ngày gần đây quá mức vất vả a, à, làm xong lần giải phẫu này, không như trước xin nghỉ đi, ừm. Khả năng gần nhất là có điểm vất vả, bất quá cũng không phải vấn đề lớn gần nhất mấy cái người mắc bệnh thuật hậu kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều không ổn định nhất là hôm nay người bệnh mặc dù đã thuận lợi cắt bỏ khối u nhưng là vẫn muốn xem thuật hậu quan sát tới ước định dự đoán bệnh tình ta còn là sống quá một trận này nghỉ ngơi nữa a à, nếu không lúc nghỉ ngơi ta cũng không có biện pháp an tâm bác sĩ triệu hơi hơi thở dài nói ai ai không biết ngươi là chúng ta viện nhất liều chết bác sĩ khoa ngoại người bận rộn xong một trận này liền hảo hảo mà đi chuẩn bị ngày đó liên quan tới phổi khối u luận văn đi chỉ cần có thể bên trên quyền uy y học tập san người khẳng định chính là bác sĩ chủ nhiệm lại qua mấy năm người liền là bệnh viện của chúng ta ngoại khoa chủ nhiệm đới lâm thì là nói ra ta còn là muốn lại tích lũy một ít đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng dạng này cùng nghiên cứu khoa học mới có thể hỗ trợ lẫn nhau tương lai viết luận văn cũng có nắm chắc hơn ta còn quá trẻ tuổi, muốn học tập còn rất nhiều, bác sĩ đới. Hôm nay cái này giải phẫu kỳ thực thật rất nguy hiểm a. À, nếu như có chút sơ suất, người bệnh người nhà môn sợ rằng sẽ không niệm tình ngươi tốt, ngược lại sẽ cảm thấy không phẫu thuật biết đâu người bệnh có thể sống lâu một chút. Người liền thật không sợ sao, ta là nhớ kỹ ta đọc y học viện thời điểm tiên thệ, thân là một gã bác sĩ. Nói đến đây, đới lâm hai mắt sản sinh một hồi trước nay chưa có kịch liệt đau đớn cảm, căn bản không biện pháp mở ra. Một lát sau, hai mắt dị thường liền dần dần biến mất, lần thứ hai mở ra, đới lâm đã cảm thấy mắt nhìn được đặc biệt rõ ràng, nhìn màn hình máy vi tính cũng không khó chịu, tựa như đổi một đôi mắt giống nhau. Đối với trạng huống này, hắn nhất thời có chút kinh ngạc. Bác sĩ đới, người, người không sao chứ, bác sĩ triệu bất an hỏi không có không có việc gì cái kia tốt ta đi trước kiểm tra phòng nếu như ánh mắt của ngươi vẫn là không chuyển biến tốt liền đến nhãn khoa bệnh viện đi xem một cái a bệnh viện của chúng ta nhãn khoa không có bên kia tới quyền uy ah điện thoại di động ta để trước tại đây nạp điện có việc muốn tìm ta lời nói ngươi cho lầu tám hộ sĩ đứng gọi điện thoại ừm tốt bác sĩ triệu bác sĩ triệu đi rồi phòng làm việc chỉ còn lại có đới lâm một người hắn có chút kinh dị nhìn về phía trước, sau đó phát hiện, cho dù ở như vậy mờ tối bên trong phòng, hắn vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa cái bàn bên trên đậu một con ruồi. Bác, sĩ, đới. Tự tại này lúc đới lâm nghe được một tiếng nói già nua, hắn lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy đứng ở cửa một người mặc quần áo bệnh nhân, đầu đỉnh trụi lùi, đi lại tập tĩnh lão nhân. Số 444 Bệnh viện Hắc Sắc Hỏa Trung thông báo tuyển dụng nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com sau đó tại đây hành lang bên trên liền chỉ còn lại có đới lâm một người thế nhưng trên cổ của hắn chỉ còn lại hai cái bóp cổ hắn bán trong suốt gãy bàn tay cái kia quỷ chạy thoát sau đó cái kia bán trong suốt bàn tay hoàn toàn tiêu thất đới lâm trong đầu rõ ràng nhìn thấy cái kia hai cái đoạn trưởng xuất hiện ở bên phải thâm thúy không gian bên trong đây tựa hồ là mắt phải của hắn nội bộ cái này hai bàn tay trong ánh mắt của hắn cái này cũng quá kinh khủng có thể hay không bắt bọn nó giết theo ý niệm của hắn một chỗ cái kia hai cái đoạn trưởng tại mắt phải của hắn nội bộ thế mà chậm rãi tiêu tán tựa như là thức ăn tại dạ dày bị vị toan phân giải giống nhau sau đó trong đầu hắn nhiều hơn một ít tin tức cái này đoạn trưởng bị hắn hấp thu mà hắn lấy được những tin tức kia là, ngay sau đó, đới lâm thân thể, vậy mà một chút. Tiêu thất, một cái màu trắng tinh bên trong gian phòng, một cái bàn sau, ngồi ba người. Trước bàn phương, là đại khái hơn 10 ghế trống. Ba người kia, toàn bộ đều mặc bác sĩ bạch đại quái. Ngồi ở chính giữa, là một cái khá là tuổi trẻ, tướng mạo tuấn tú nam tử. Nam tử bên người, thì là một nam một nữ. Tuổi trẻ tuấn tú nam tử nói ra, đôi mắt này chú vật bị viện trưởng trồng vào thí sinh tới nay, chưa bao giờ có người tại trong quá trình tiền mộ còn sống. Cái này người, tuyệt đối có kinh người tiềm lực thiên phú. Thiên phú chỉ là thiên phú, bên cạnh hắn nữ tử thì nói ra, còn phải xem vận mệnh của hắn, giờ này, trước mắt một cái ghế bên trên, vậy mà một chút nổi lên một người tới. Thình lình, chính là Đới Lâm chúc mừng ngươi, đới lâm bác sĩ, đới lâm giờ này vậy mà phi thường chấn định, hỏi. Các ngươi là, ai, nam tử trẻ tuổi trả lời nói. Đầu tiên, ta giải thích cho ngươi hai chuyện. Đệ nhất, ngươi đã thông qua chúng ta số 444 bệnh viện thông báo tuyển dụng, hơn nữa ngươi là bản quý thông báo tuyển dụng duy nhất còn sống người, từ giờ trở đi ngươi chính là ta viện bác sĩ tập sự vô luận ngươi có nguyện ý hay không cũng không thể chống lại như nhau trước đây chúng ta cũng là được tuyển chọn người thứ hai hy vọng ngươi không nên oán hận chúng ta bởi vì chúng ta trước đây giống như ngươi cũng đều là thu được cái kia cái tin nhắn ngắn đã trải qua cái này đáng sợ thông báo tuyển dụng đi tới bệnh viện này đới lâm vô cùng ngạc nhiên đại não lập tức thực sự không có biện pháp lý giải nam từ trẻ tuổi chỗ nói lời nói ta không có hiểu sai, ta mới vừa sở hữu trải qua là một lần. Thông báo tuyển dụng, ta bản thân đối với cái này cảm giác được phi thường xin lỗi. Nếu như có thể từ ta tới chọn, ta tuyệt đối sẽ không dùng như vậy diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn tới tiến hành bác sĩ thông báo tuyển dụng. Nhưng đây đều là bệnh viện viện trưởng quy định, ta vô lực can thiệp. Ta phi thường lý giải ngươi bây giờ tâm tình, năm đó ta cũng từng giống như ngươi ngồi trên cái ghế kia. Nam tử tài ăn nói phi thường tốt, dăm ba câu, liền đem song phương nguyên bản không ngang nhau địa vị, kéo đến cùng lập trường. Nhưng đới lâm lại không phải người ngu, nơi nào có dễ dàng như vậy lừa dối, nội tâm của hắn không có thả lỏng nửa điểm đề phòng, hắn chỉ là muốn biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Để cho hắn ở chỗ này làm bác sĩ. Điều này hiển nhiên không thể nào là cái gì chính quy bệnh viện. Mà lúc này, hắn nhớ tới cái kia cái tin nhắn ngắn, phía trên viết là, bệnh viện này trị liệu là. Chịu đến linh dị nguyền rủa người bệnh. Hiện tại, ta tự giới thiệu một lần, nam tử trẻ tuổi đối với đới lâm hiện tại đề phòng biểu tình tia không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục nói ra. Ta gọi ấn vô khuyết là nhà này số 444 bệnh viện phó viện trưởng, nhân sự công tác là do ta phụ trách. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cụ thể nhân viên tuyển mộ lựa chọn là do viện trưởng quyết định. Cho nên, nếu như ngươi muốn hỏi ta môn vì sao lựa chọn ngươi, ta cũng vô pháp trả lời, đây chỉ có viện trưởng biết. Đới lâm quan sát một lần, cái này màu trắng tinh gian phòng đại khái 70 mét vuông tả hữu, nhưng là lại hoàn toàn không có cửa sổ xung quanh những cái kia trống không cái ghế từ ấn vô khuyết trong miệng duy nhất tới nhìn đây chính là cho nguyên bản thông qua tuyển mộ những người khác tới ngồi nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn trước mắt ba người trừ ấn vô khuyết bên ngoài còn có một nam một nữ khác một người nam là một cái nhìn lên tới khổng lồ mạnh mẽ tráng hán còn cô gái kia thì là một cái dung mạo phi thường quyến rũ đẹp lạnh lùng nữ tử không có thể chạy trốn đường nhỏ đối phương nhân số so với hắn nhiều lại nhìn tráng hán kia thể trạng nếu như phải vận dụng võ lực hiển nhiên mình là chỗ tại hạ phong hơn nữa cái này rất hiển nhiên không phải thông thường trói giá hắn rõ ràng cảm giác được chính mình căn bản không có hôn mê bao lâu có thể để cho hắn di động trong nháy mắt tới nơi này không phải hiện nhân loại thời nay có khả năng có khoa học kỹ thuật mà hắn làm là bác sĩ giành mạch từng câu không có khả năng tồn tại tiểu thuyết trong phim ảnh mặt như vậy khoa trương thuật thôi miên cũng may đối phương trước mắt có ý tứ là để cho hắn tại bệnh viện này nhậm chức cũng không có hướng hắn đòi lấy tiền tài cũng cũng không tính đối với hắn tiến hành thân người thương tổn song phương có to lớn như vậy thực lực sai biệt hoàn toàn không tiếp tục đối với hắn cần phải nói láo đơn giản đến nói đới lâm sửa sang lại lập tức tình trạng sau nói ta về sau nhất định muốn làm việc ở đây đúng không sau đó bệnh viện các ngươi là chị liệu chịu đến linh dị nguyền rủa người bệnh các ngươi là cùng loại trong phim ảnh cái kia loại khu ma người Lúc nói lời này, đới lâm cũng hiểu được không gì sánh được sai lầm, thế nhưng chuỗi này trải qua điệt ra, đã đủ để đưa hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận thuyết duy vật giáo dục triệt để vỡ nát. Bất quá, làm một lâm sàng bác sĩ, vẫn luôn coi trọng ca bệnh vượt qua lý luận hắn, đối với dị thường sự vật tiếp thu trình độ còn cao hơn người bình thường nhiều lắm tựu như cùng hắn gặp thường đến cùng sách vở lý luận hoàn toàn mâu thuẫn lâm sàng ca bệnh đều có thể cấp cho hắn nhận thức mới phá vỡ. Ngược lại là ấn vô khuyết sắc mặt ngẩn ra, hắn tự hồ là nghĩ đến đới lâm không có la to cũng không có ý đồ bạo lực phản kháng. Không sai, thế nhưng, chúng ta không có như vậy thần thông quảng đại. Lúc này, cái kia quyến rũ nữ thầy thuốc thì là ở chỗ này lúc nói ra kỳ thực chúng ta mỗi người đều giống như ngươi là bị bách xuyên bên trên áo choàng dài trắng. Chúng ta không có bất kỳ thủ đoạn có thể giết chết quỷ tối đa chỉ có thể dựa vào chồng vào chú vật. liền cùng loại ngươi đôi mắt này tới miễn cưỡng chế hành chúng nó. cái gọi là chú vật chính là chồng vào nguyên rùa vật. chỉ có quỷ nguyên rùa mới có thể có thể đối phó quỷ lấy độc trị độc sao đới lâm nhận lấy những thứ này vốn nên tại phim trong trò chơi mặt mới phải xuất hiện từ ngữ tới một lần nữa xây dựng chính mình hoàn toàn phá vỡ thế giới quan cho dù như vậy chúng ta đối mặt quỷ như trước toàn diện chỗ tại hạ phong nghe được toàn diện chỗ tại hạ phong liền để đới lâm nội tâm lột bộp một lần thông báo tuyển dụng hội bên trên thế mà đều nói như thế cái này gió phải là có nhiều bên dưới a à, bác sĩ cao cho bác sĩ đới nhìn một lần bản hợp đồng cái kia bề ngoài quyến rũ đẹp lạnh lùng nữ thầy thuốc đứng lên tới, cầm lên một sấp giấy, đi tới đới lâm trước mặt. Cái này là bệnh viện của chúng ta bác sĩ tập sự hợp đồng. Nữ thầy thuốc nói ra. Làm phiền ngươi ký tên một cái đi. Số 444 Bệnh viện Hắc Sắc Hỏa Trung nhậm chức. Nghe chọn bộ tại mê audio com Đới lâm nhận lấy hợp đồng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hắn thấy tương đương nghiêm túc mà ấn vô khuyết cũng rất có kiên trì cũng không thúc giục cái này thế nhưng đới lâm càng nhìn sắc mặt lại càng khó nhìn cái này cái này nữ bác sĩ đối với phản ứng của hắn sớm nằm trong dự liệu nói năm đó ta lần đầu tiên ký hợp đồng thời điểm cùng ngươi bây giờ phản ứng giống nhau không sai tại bệnh viện chúng ta nhậm chức là vô cùng nguy hiểm nhất là, là bác sĩ khoa ngoại, nhìn thấy hợp đồng một trang cuối cùng, đới lâm dơ lên tay, vuốt ve mấy lần cái cằm. Số 444 Bệnh viện Hắc Sắc Hỏa Trung Ma Chi Nhãn Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Mặc dù nói đã sớm liệu đến có khả năng này, thế nhưng đới lâm nghe đến đó, như trước cảm giác được trong lòng căng thẳng. Cái kia thật, là quỷ ngày hôm qua ta để cho hộ sĩ đi thăm dò phòng thời điểm các nàng là nói tất cả bình thường a à. đúng vậy a à, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái lúc đó kiểm tra phòng bác sĩ cũng nghĩ không thông từ thi thể tình trạng để phán đoán kiểm tra phòng thời điểm đích thật là chết đới lâm bỗng nhiên biết đây là vị viện trưởng kia đại nhân thủ bút không hổ là được xưng là thần ma bình thường tồn tại đới lâm cắn răng nói ra bác sĩ triệu ta chuẩn bị từ chức a à, mang bác sĩ đới ta không nghe lầm chứ tháng này ta liền phải đi rồi phòng khám bệnh hẹn trước nhất định phải làm phiền các ngươi hủy bỏ bác sĩ đới người không phải là chuẩn bị đi ra ngoài tự lập môn hộ mở phòng khám bệnh tư nhân a à, ta nói thật đơn từ chức ta biết lập tức viết tốt sau khi trời sáng đới lâm phát thảo một phần đơn từ chức giao cho vẻ mặt mộng bức chủ nhiệm khoa sau liền về nhà tùy ý bệnh viện người lại như thế nào giữ lại hắn cũng không khả năng để lại đới lâm mặc dù là vạn thành phố người địa phương nhưng hắn là một thân một mình ở thi đậu y học viện sau hắn sẽ không có lấy thêm qua trong nhà một phân tiền luôn luôn một người bên ngoài sinh hoạt phụ mẫu thì cùng lên trung học đệ nhị cấp đệ đệ sinh hoạt chung một chỗ đến nơi đến trốn sau, đơn giản rửa mặt một lần, thiết trí tốt đồng hồ báo thức, hắn nằm một cái trên giường đụng tới gối đầu, liền lập tức đã ngủ. Lúc tỉnh lại, là 9 giờ sáng. Hắn lập tức đi phòng tắm tắm rửa một cái, một bên xúc lấy, một bên suy nghĩ sau đó là chiến lược. Dựa theo bản hợp đồng quy tắc vì ước hậu quả chính là chết hắn nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bệnh viện bác sĩ thủ tục bằng không, đại giới chính là của hắn tính mạng. Đới lâm cũng không muốn cầm chính mình tính mạng, đi dò xét loại này khó tin siêu tự nhiên lực lượng. Bây giờ then chốt chính là ở chỗ, hắn muốn có thể thành công khống chế bệnh viện trồng vào trên người mình chú vật cũng chính là đôi mắt này. Chính như ấn vô khuyết nói tới, quỷ là giết không chết, chỉ có thể dùng chú vật tiến hành trình độ nhất định khắc chế mà bác sĩ cũng chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này mới có thể trị liệu người bệnh mà đại đa số bác sĩ đối mặt quỷ là ở hạ phong thầy thuốc đứng đầu nhất đối mặt kinh khủng nhất quỷ cũng thường thường thúc thủ vô sách bác sĩ y thuật mạnh yếu cùng chú vật cùng một nhịp thở cho nên đới lâm phải nghĩ biện pháp khai phá ra đôi mắt này năng lực vô luận là làm là như thế nào bác sĩ hắn đều sẽ không tiếc tất cả tinh tiến y thuật của mình tại quá khứ y thuật chỉ là đại biểu có thể cứu càng nhiều người bệnh mà bây giờ y thuật còn đại biểu cho bác sĩ bảo vệ tính mạng năng lực mà hắn cảm thụ được cắn nuốt cặp kia quỷ thủ sau con mắt cũng bởi vậy thu được năng lực mới hắn nhìn về phía gian tắm rửa bên trong sữa tắm mở to mắt phải ngay sau đó hắn liền thấy, đang tắm lộ phía sau, thình lình, nổi lên mấy ngón tay. Mà cùng cái này đồng thời, đới lâm chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập toàn bộ đại não đều hình như muốn xé rách bình thường. Đồng thời, cái kia ngón tay, cũng để cho hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, hơi không cẩn thận, cái kia có thể liền sẽ phản phệ chính mình. Hắn lập tức đem hít mắt lại tới, sau đó, cái kia ngón tay liền nhanh chóng thu về thân thể dị dạng cũng hoàn toàn tiêu trừ quả nhiên thật hấp thu một bộ phận quỷ năng lực thế nhưng điều này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy khống chế năng lực đối với thân thể gánh vác tương đương lớn sau khi tắm xong đới lâm cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều sau đó hắn bắt đầu xuất ra một quyển ghi chép ghi chép trước mắt đạt được toàn bộ manh mối Đầu tiên, hắn nhất định muốn lý giải đôi mắt này biến hóa có hay không đối với thân thể của chính mình có hại, muốn đi chuyên nghiệp nhãn khoa bệnh viện lại kiểm tra một lần. Sau đó chính là, hắn không có khả năng ấn vô khuyết bọn người nói cái gì chính mình tin cái đó, đám người kia khẳng định có siêu tự nhiên năng lực thế nhưng cái kia phần hợp đồng sách có hay không thật có thể khống chế hắn sinh tử hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xác nhận nếu không mình liền hoàn toàn bị đắn đo trên tay đám người kia hắn đã từng nếm thử muốn đem bên trong bệnh viện bộ đồ vật mang ra ngoài thế nhưng thuấn di sau hắn liền phát hiện trừ bác sĩ cao giao cho hắn đánh danh thiếp hắn chẳng sợ cả một trang giấy vụn đều mang không đi ra xem ra, hoặc là liền là không có khả năng mang đồ vật đi ra, hoặc là chính là mang đồ vật đi ra, lấy hắn năng lực còn làm không được. Ghi chép xong bút ký sau, đới lâm đem bút, chỉa vào bút ký bên trên, bản hợp đồng, ba chữ bên trên. Bình thường hợp đồng đều sẽ có vi ước điều khoản, chẳng qua chính là thanh toán vi ước kim. Thế nhưng cái này phần hợp đồng không giống nhau, vi ước đại giới, chính là một chữ, chết hơn nữa bình thường hợp đồng đều là một thức hai phần nhưng cái này phần hợp đồng chỉ có một phần liền sinh tử đều có thể thao túng chi phối bệnh viện này tuyệt đối có năng lực để hắn chết nhưng đới lâm tuyệt không nguyện ý tiếp thu chính mình tính mạng bị người thao túng tại tay bản hợp đồng các loại điều khoản đều ký kết được phi thường nghiêm khắc rất khó tìm lỗ thủng đới lâm còn nhớ rõ hợp đồng điều khoản then chốt ở chỗ hợp đồng điều khoản cuối cùng giải thích quyền là bệnh viện đới lâm quyết định sau cùng trước tùy cơ ứng biến cho chủ cho thuê nhà đánh tháng này phòng thuê biểu thị muốn lui thuê hắn tuổi còn trẻ liền thi đậu phó bác sĩ chủ nhiệm nhưng bây giờ cứ như vậy biến thành một cái bác sĩ tập sự mà thời kỳ thực tập ở giữa muốn luôn luôn trực ca như vậy hiển nhiên không có khả năng luôn luôn thuê phòng ở huống chi trước đây thuê phòng này thuần túy là bởi vì khoảng cách bệnh viện rất gần sau đó hắn bắt đầu lên mạng bắt đầu thăm dò bảo hiểm nhân thọ sau đó hắn đi một nhà bảo hiểm nhân thọ công ty tư tuân một cái tính giá cả so tương đối cao thân người an toàn bảo hiểm phần công tác này so với thông thường bác sĩ muốn nguy hiểm nhiều lắm, cho nên hắn muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Cố vấn sau khi kết thúc, đới lâm liền từ công ty bảo hiểm cửa đi ra. Tự tại này lúc, hắn chú ý tới một cái khuôn mặt u sầu đầy mặt, ánh mắt thấp thỏm lo âu nữ tử. Cái này trong nháy mắt, đới lâm con mắt trái bỗng nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt đau đớn. Nữ tử kia từ hắn bên cạnh thân đi qua, nhưng là bởi vì tinh thần hoảng hốt, thế mà đụng phải Đới Lâm. "Đúng, thật xin lỗi." Nữ tử vội vã xua xua tay, biểu thị xin lỗi. "Không có việc gì." Đới Lâm lúc lắc tay, ngắm nghiêng nữ tử này. Nữ tử dung mạo rất là tú lệ đoan trang, vóc người cao gầy, nhưng lúc này lại hai má lõm xuống, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Tiên sinh," đới lâm lấy ra một chương thông báo tuyển dụng sẽ sau khi kết thúc bác sĩ cao giao cho danh thiếp của mình đưa cho nàng nói ra nếu có nhu cầu liền tới nơi này đi nữ tử ngây ngẩn cả người nhận lấy danh thiếp bởi vì đới lâm là từ công ty bảo hiểm đi ra cho nên nàng vô ý thức cho rằng cần phải là bảo hiểm nhân viên của công ty danh thiếp đới lâm sau khi rời đi nàng cầm lấy danh thiếp nhìn một chút nhưng là ngây ngẩn cả người cái này đây là cái gì? Đỏ thẫm danh thiếp phía trên là một cái đen nhánh khô lâu, khô lâu phía trên thì là một cái màu đen thập tự. Phía dưới thì là một hàng chữ. Số 444 Bệnh viện Oán Linh Khoa Bác sĩ Chính Cao Hạp Nhan. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện. Xung quanh nguyên bản người người nhốn nháo công ty bảo hiểm cửa đường phố, giờ này vậy mà biến đến mức dị thường vắng vẻ, ngẫu nhiên mới có tầm hai ba người đi ngang qua. Lại, lại đến rồi. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên phi thường khó coi. Số 444 bệnh viện Hắc Sắc Hỏa Trung phòng khám bệnh. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. 1 giờ chiều, Đới Lâm một lần nữa dựa vào không gian xuyên toa năng lực tiến vào bên trong bệnh viện màu trắng tinh mang theo khoa học viễn tưởng cảm hành lang để cho hắn có một loại cường liệt không chân thật cảm giác trên đường mặc áo choàng dài trắng bác sĩ thường thường từ bên cạnh hắn đi qua phảng phất nơi này chính là một nhà thông thường bệnh viện giống nhau oán linh ngoại khoa cùng oán linh nội khoa đều ở đây môn trần đại lâu tầng nam bác sĩ không trải qua phê chuẩn, không thể ly khai chính mình bị phân phối đến phòng khám bệnh khu vực cho nên thậm chí cũng không thể đơn giản đi những tầng lầu khác. Phòng khám bệnh trong đại sành, người mắc bệnh số lượng cũng không tính nhiều, nhìn lên tới liền tựa như là những cái kia bệnh viện tư nhân, cùng luôn là kín người hết chỗ. Hò hét loạn cào cào công lập tam giáp bệnh viện hoàn toàn khác biệt đới lâm số một lần, những cái kia ngồi đợi khám bệnh những người bệnh, số lượng vẫn chưa tới 20 người. Những người này, toàn bộ đều hứng chịu tới các loại linh dị nguyền rùa, tới bệnh viện chạy chữa. Mà cái gọi là oán linh khoa, là căn cứ quỷ hồn phân loại mà thiết lập phòng. Oán linh thuộc về tên khoa học, đây là một loại đã có thể đối với nhân loại sản sinh thân người thương tổn, thậm chí nguy hiểm tánh mạng quỷ bây giờ cách phòng khám bệnh mở trần còn có nửa cái giờ đồng hồ đới lâm đi tới oán linh ngoại khoa đệ bốn phòng hắn mở cửa ra đi vào giờ này phòng mạch bên trong vẫn chưa có người nào tại bỗng nhiên phòng mạch nội nhân ảnh chớp động tiếp lấy hắn liền thấy cao hạp nhan xuất hiện ở trước bàn đọc sách tới còn rất sớm cao hạp nhan đem trước mắt trên bàn máy vi tính mở ra nói chờ một chút nhìn môn trần thời điểm, người phụ trách là mối họa người ghi chép bệnh sử, không cần nói dư thừa lời nói. Bác sĩ tập sự giống như người vậy có thể tới phòng khám bệnh học tập rất ít, bình thường đều là tại khu nội trú bên kia hỗ trợ, cho nên người nhất tốt quý trọng cái này học tập cơ hội. Cái này đối với về sau đề thăng ngươi tại bệnh viện năng lực sinh tồn có trợ giúp rất lớn đới lâm mơ hồ cảm thấy cao hạp nhan đối với chính mình khá là lãnh đạm cùng ấn vô khuyết thái độ hoàn toàn khác biệt bất quá nàng nói có lý đối với bác sĩ tập sự đến nói đây chính là rất tốt học tập cơ hội hắn năm đó ở y học viện thời điểm tới chín viện thực tập chỉ có thể ở khu nội chú hỗ trợ mà ở phòng khám bệnh bên này đích xác có thể học được không ít đồ vật nửa giờ sau mở trần ta trước xác định một lần hôm nay hẹn trước danh sách ta nhắc nhớ trước ngươi một lần, phòng khám bệnh trong lúc đó, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, không quản phát sinh cái gì, không cần kêu la om sòm, tăng người mắc bệnh lo nghĩ. Giờ này, máy vi tính đã mở ra, cao hạp nhan một bên mở ra một cái Excel bảng biểu, còn có. Không quản nguy hiểm nữa, đều không cho trốn, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi ngươi bây giờ làm là bác sĩ ngồi ở đây đại biểu là chúng ta phòng khuôn mặt mặt được đới lâm trịnh trọng gật đầu ta sẽ học tập cho giỏi tất nhiên làm việc ở đây đã là vô pháp chống lại vận mệnh như vậy đới lâm cũng liền lựa chọn nỗ lực học tập linh dị chữa bệnh tri thức phổ thông bác sĩ là cứu người linh dị bác sĩ cũng giống nhau là cứu người chỉ bất quá linh dị bác sĩ so thông thường bác sĩ gánh vát càng lớn chữa bệnh phiêu lưu sau mấy tiếng ừm không có vấn đề gì lớn cao hạp nhan chẩn đoán bệnh hoàn tất sau tại người bệnh trước mặt bắt đầu viết đơn thuốc tiên không giống với bệnh viện công một lần nhìn trần khả năng cũng liền vài phút bởi vì bệnh viện này người bệnh số lượng ít hơn cho nên bác sĩ có thể kiên nhẫn nhìn trần nàng đối với chẩn đoán bệnh có đầy đủ nắm chặt sau mới có thể cho đơn thuốc mà sở hữu đơn thuốc khẳng định tự mình viết tay là cao hạp nhan một cái thói quen tốt rồi đi lầu một chú vật phòng lĩnh chú vật là đủ nhớ kỹ căn cứ bản thuyết minh mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối sử dụng một lần chú vật liền sẽ không có vấn đề không cần nhiều cũng không cần thiếu nhà các người khoảng cách mộ địa gần như vậy, điểm ấy trình độ âm ma truyền thân đưa đến quỷ áp giường cũng không kỳ quái, người đến xem thời gian sớm. Sẽ không đối với sinh mệnh khỏe mạnh sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Phòng khám bệnh sổ tay cầm tốt lần sau tới thời điểm mang theo. Đới lâm đưa hắn viết tốt phòng khám bệnh sổ tay đưa cho trung niên nam nhân, đương nhiên, cao hạp nhan trong máy vi tính cũng ghi chép một phần người bệnh là một người trung niên nam nhân hắn đưa qua đơn thuốc tiên cùng phòng khám bệnh sổ tay như trước bất an nói cái này dạng này là được rồi không có vấn đề đới lâm trước đây trên lâm sàng cũng gặp thường đến dạng này phòng khám bệnh người bệnh cho dù bác sĩ làm ra hứa hẹn như trước sẽ lo nghĩ bất an cao hạp nhan gật đầu nói nếu như ngươi không yên lòng, có thể đi làm một cái linh hồn siêu vi B, việc ngươi cần lời nói, ta giúp ngươi giấy tính tiền, siêu vi B, linh hồn cũng có thể làm siêu vi B. Siêu vi B bình thường là kiểm tra có quỷ hay không hồn phụ thể, so với là tầng sâu nguyền rủa cần phải đi linh bắn khoa làm CT mới có thể nhìn ra. Người bệnh trạng rất điển hình, phán đoán của ta là còn xa xa không đạt được nguyên rủa trình độ, siêu vi B giá tiền là chúng ta khám và chữa bệnh phí giống như cước phí bảo đảm, đều là linh liệu điểm. Người loại tình huống này, làm một lần siêu vi thanh toán 240 linh liệu điểm. Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, cái này chu trừ chủ nhật đều có ta phòng khám bệnh, cái gọi là linh liệu điểm. Là viện trưởng căn cứ đối với người bệnh người tương lai sinh tổng thể giá trị ước định điểm, khấu trừ linh liệu điểm, liền đại biểu người tương lai sinh đem thiếu sót nào đó dạng đồ vật nhưng cụ thể là cái gì người bệnh vĩnh viễn cũng sẽ không biết cao hạp nhan ngữ điệu rất là nhẹ nhõm thế nhưng trung niên nam nhân tựa hồ rất lo nghĩ như trước không yên lòng nhìn về phía một bên đới lâm hỏi cái này vị thầy thuốc này ngươi nói xem thật cứ như vậy trở về là được loại này quy áp giường thật thật là đáng sợ đới lâm có thể trả lời thế nào đâu làm một bác sĩ khoa ngoại hắn theo lý thuyết cần phải trả lời quỷ áp giường bản chất thuộc về là giấc ngủ bại liệt chứng thuộc về là thần kinh nội khoa tật bệnh thế nhưng người bệnh này gặp lại là chân chính quỷ áp giường người chợt nghe bác sĩ cao a đới lâm chỉ có thể trả lời nàng so ta có kinh nghiệm nhiều lắm trung niên nam nhân suy nghĩ một chút chỉ tốt cầm lấy đơn thuốc tiên đi ra phòng mạch oán Linh khoa cùng u hồn khoa Đới Lâm hỏi thăm nói bản chất phân biệt là cái gì chứ hắn gặp không thể xem như là oán Linh a ảnh giống kiểm điều tra ra trước chỉ từ người bệnh kể triệu chứng bệnh bệnh trạng rất khó phán đoán treo cái nào khoa người trước kia là bác sĩ khoa ngoại cần phải rõ ràng điểm này oán Linh Mặc dù có một cái oán chữ nhưng không nhất định chính là người hiện tượng chính giữa cái kia loại quỷ cao hạp nhan rất kiên nhẫn dạy bảo Đới Lâm Nói như vậy, u hồn là chỉ sẽ không đối với nhân loại tạo thành thân người tổn thương quỷ, loại này quỷ càng nhiều hơn chính là đối với nhân loại sản sinh tinh thần thương tích. Tỉ như ảo giác, mộng cảnh, hoặc là lặp đi lặp lại tại người bệnh trước mặt hiện thân mang tới sợ hãi. Mà người bệnh này tình huống, đã nhanh vượt qua tinh thần thương tích phạm vi. Đới lâm nhanh chóng đem những nội dung này ghi tạc bút ký bên trên, gật đầu tốt rồi, buổi chiều phòng khám bệnh kết thúc. Buổi tối còn có ban đêm phòng khám bệnh, người trước đi ăn cơm chiều A, bệnh viện nhà ăn hoặc là đi hiện thực thế giới đều có thể, buổi tối ấn lúc tới liền được, tốt, ta biết rồi.